Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Lạy Cha, con bắt đầu một ngày của con với tinh thần sốt sắng bằng cách dâng cuộc sống của con lên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra thì cũng hãy tin vào các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Những công việc của Chúa Cha mà Chúa Giêsu đề cập là những công việc bắt nguồn từ ánh mắt thương xót mà Chúa Cha nhìn con người. Chúa Giêsu nói và làm chứng cho một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng tha thứ và hòa giải. Điều gì ngăn cản con hòa giải? Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Con nghỉ ngơi đôi chút để gặp gỡ và trò chuyện cùng Chúa Giêsu với tư cách là kẻ đang noi theo gương người trong lối hành xử với anh chị em quanh mình. Không có lề luật hay giới luật nào có thể cản ngăn Thiên Chúa khỏi việc ấp ủ con cái người. Là những kẻ trở về với người, họ nhận ra rằng Thiên Chúa đã lầm lẫn gì đó, nhưng người đã quyết định cho họ làm lại từ đầu. Trong những ngày cuối cùng này, con đã dọn mình cách khiêm tốn và lòng biết ơn để lãnh nhận bí tích hòa giải. Đây là thời gian nhờ giáo hội để con suy gẫm về ơn tha thứ mà Chúa Cha đã dành cho con. Đừng sợ, người đợi chờ con. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, con để những ồn ào trong nội tâm dịu xuống, tìm kiếm sự tĩnh lặng khi ngày đang khép lại và biết ơn những gì con đã trải qua. Con khám phá những chuyển động của trái tim mình. Con có đón nhận tình yêu của Chúa dành cho con và cho tha nhân hay con đã khước từ nó? Con đã vun trồng sự tốt lành thánh thiện hay là những ích kỷ trong suy nghĩ, lời nói, hành vi? Bấy nhiêu điều đó có chất chứa trong thái độ của con không? Chính lúc con từ chối đón nhận tình yêu cũng là lúc con từ chối người khác. Những gì con vun trồng nơi mảnh vườn của mình hoặc sẽ có lợi hoặc sẽ gây hại cho môi trường xung quanh của con. Xin Chúa tha thứ vì con chưa đủ yêu thương. Cùng xin giúp con biết mở rộng lòng đón nhận Cha trong bí tích của lòng thương xót. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà,
bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.